Đối với thăm mơ cơ, chúng ta sẽ vặn về nút off và sau đó cài đặt lại chương trình tưới theo ý muốn. Đối với thăm mơ điện tử thì chúng ta sẽ nhấn giữ hai nút mũi tên để reset lại chương trình. Sau đó cài đặt lại giờ và ngày thực tế. Đây là giao diện của phần cài đặt ngày. Có 7 ngày thì chúng ta sẽ cài đặt tương tự như các ngày trong tuần. Sau khi cài đặt ngày xong, chúng ta sẽ thao tác đến cài đặt số lần tưới. Lần thứ nhất tưới vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 5 phút. Lần tưới thứ hai tưới vào lúc 17 giờ đến 17 giờ 5 phút. Đối với timer cơ, khi hết pin, đèn báo hiệu sẽ liên tục nháy đỏ. Còn đối với timer điện tử, nó sẽ tắt hoàn toàn hoặc là chập chờn màn hình. Chúng ta sẽ thay pin mới và pin sử dụng là Duracell. Các bạn nhớ thay pin định kỳ 6 tháng một lần nhé. Timer bị vào nước thì cách mà chúng ta có thể xử lý đó chính là tháo cái bảng mạch ra và để phơi khô chúng. Và sau khi mà khô lại rồi thì chúng ta lại lắp timer trở lại và sử dụng bình thường. Và để mà tháo cái timer này á, thì các bạn nên có một cái vít lục giác. Khi mà nó vào nước thì nó sẽ bị dính ở khu vực này, thì các bạn sẽ cho nó khô tự nhiên, không dùng các cái máy sấy. Như vậy thì nó sẽ làm hỏng cái bảng mạch của mình. Chúng ta để cho nó khô rồi á, cứ lắp lại và sử dụng lại như bình thường.